bên em lại lên cho các bác nhà mình một chiếc xe nữa. Các bác biết bên em toàn là những chiếc xe chất lượng thôi, toàn là những chiếc xe đẹp và không có lỗi, đúng không ạ? Và ngày hôm nay đây, trước mắt toàn thể các bác đây ạ, là một chiếc xe không có lỗi và vẫn còn cực kỳ là đẹp các bác nhá. Vẫn còn cực kỳ là căng và độ zin vẫn còn rất là cao. Nội thất ghế da xịn nguyên bản theo xe. Da này là da zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, và nó không có hiện tượng bị sập xệ hay là xấu rách chỗ nào cả. Các bác nhìn xem này. Đấy, nhiều con là rách, nhiều con là xấu rồi. Và đây chính là cái cần số tự động zích zắc của cái chiếc xe này các bác nhá. Đấy, và có màn hình Android cỡ lớn, loại to, loại xịn rồi đây các bác này. Có đề khóa thông minh start top đây các bác này. Và đây chính là chìa khóa của chiếc xe các bác nhá. Và đây là vô lăng. Đấy, vô lăng của xe là vô lăng hai chấu, có túi khí nằm ở giữa vô lăng. Và hai bên các bác thấy này, có đàm thoại rảnh tay, đúng không? Ra lệnh giọng nói đây ạ. Các bác nhìn xem. Mẫu này của em nó là bản đủ và nó là hàng nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, và nó là mẫu xe 5 chỗ ngồi chứ không phải là xe 2 chỗ ngồi các bác nhá. Đấy, xe dùng mãi mãi mà không có liên hạn đâu các bác ạ. Đấy, nếu mà là xe 2 chỗ thì nó sẽ có liên hạn các bác nhá. Nó sẽ có thời hạn nhất định của nó là các bác mình phải bỏ xe đi, mình không được dùng nữa. Thế nhưng mà con xe này của em nó không hề có liên hạn và mình có thể dùng mãi mãi, dùng suốt đời luôn, dùng đời này qua đời khác được luôn các bác nhá. Và đây, đây là chính là cái phần đầu, cái phần form dáng của chiếc xe. Các bác nhìn xem, chiếc xe cũng đã được thiết kế lên form mới rồi, đèn mới rồi. Các bác nhìn xem này, đây là đèn pha của chiếc xe các bác nhìn nhá. Đèn pha của xe còn mới chưa, còn trong vắt luôn, và có quả bi cầu thủy tinh nằm bên trong pha đây các bác này. Được cái đèn gầm đúng không ạ? Đấy, biển 18, tên tư nhân, gốc thành phố các bác mua Hà Nội, Sài Gòn, không mất chi phí điện về số các bác nhá. Đấy, những con xe bản Kia Morning FNX đi, ví dụ như là cái con xe mà nó là đời 2009-10 đi, đã bán là trên 200 triệu đồng một tí rồi. Thế nhưng mà con xe này form mới rồi nhá. Đấy, đời cao rồi. Thế nhưng mà cũng chỉ có là hơn 200 thôi các bác ạ. Hoàn toàn không hơn không kém, không hơn, không phải là đầu 3 đâu mà vẫn là đầu 2, chỉ có hơn 200 thôi. Toàn thể các bác đã có tiền để mua và sở hữu cái mẫu xe Kia Morning form mới này rồi các bác nhá. Là hàng nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ các bác ạ. Nhập khẩu nguyên con các bác nhá. Hàng nhập khẩu các bác biết rồi, để chạy rất là đầm chắc, chạy sướng, đầm, khỏe, bốc, êm đúng không ạ? La ra đúc nguyên bản theo xe, dàn lốp dày. Đấy, đèn đằng sau xe nó đèn dấu hỏi rồi. Và các bác nhìn xem, nhìn rất đẹp mắt đúng không ạ? Và đằng sau đây có những mắt cảm biến lùi chống va chạm các bác nhá. Keo chỉ của xe vẫn còn, máy số của xe vẫn còn zin, nội thất ghế da zin, thậm chí là vẫn còn căng đẹp luôn, chưa bị xấu các bác nhá. Thì đây là một chiếc xe mà chủ nhân trước người ta đi ít mà dùng không nhiều, cho nên là ghế của xe mới được đẹp như thế này các bác nhá. Đây, táp lô đây. Vâng, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về cái mẫu xe này bên em. Kia Morning các bác nhá, máy 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động 5 chỗ ngồi, không niên hạn sử dụng và sản xuất năm 2011 các bác nhá. Đây, đây là phần mép cánh cửa của xe các bác nhìn này, keo chỉ vẫn còn đây các bác này. Các bác nhìn xem, keo chỉ vẫn còn đây. Những cái phần tắp ni cánh cửa các bác nhìn xem. Đấy, phần đồ da, đồ nhựa của xe đẹp lắm. Các bác nhìn xem này, đẹp lắm nhá. Chỗ này thì nó bị bẩn một tí em lau lên hết thôi các bác nhá. Đấy, còn đây là phần cánh cửa này, tắp ni cánh cửa đây. Đấy, chỗ này công tắc bấm chỉnh tính điện. Đấy, đồ nhựa, đồ da của chiếc xe đây, các bác nhìn xem này. Đấy, đẹp chưa? Phần vách cửa này chưa bị han xỉ gì nha các bác. Và đây các bác nhìn này, các bác nhìn đây các bác thấy được này. Quá sáng luôn các bác nhìn. Đấy, cái phần móc khóa của xe nó còn sáng rực rỡ luôn các bác nhìn này. Và đây nhá, những con bu lông này nó chưa bị tháo, nó chưa bị vặn gì hết các bác nhá. Răng cửa xe là chưa bị rách các bác nhá. Đấy, sàn bọc da rồi, có lót thảm trải sàn trên rồi. Và đây chính là cái cổng để cho mình cắm thẻ nhớ này, với lại cắm USB vào cái màn hình này các bác này. Đấy, dây điện đấy để cho mình cắm USB nhá, chứ không phải là dây mà nó dùng vào cái mục đích gì đâu các bác nhá. Chỗ này có túi khí an toàn đây. Đấy, và ở chỗ kia, vô lăng kia cũng có túi khí an toàn nhá. Và ghế đây nhá, cũng có túi khí an toàn đây các bác này. Đấy, rất hay, rất nhiều túi khí an toàn đúng không ạ? Đề khóa thông minh rồi. Ở bên trong đây, các bác thấy thì có cổng USB, iPod, AUX, rồi USB đúng không ạ? Đây, chỗ này có cổng điện ra 12V các bác nhá. Những cái nút bấm, những cái nút mà để mình vặn điều chỉnh hệ thống điều hòa nóng lạnh, các bác nhìn xem này, những nút vặn này nó chưa bị bạc, chưa bị mòn, những ký tự ở đây nó vẫn còn nguyên đẹp. Đấy. Cái dưỡng này, cái dưỡng của màn hình là dưỡng nguyên của dòng xe Kia Morning các bác nhá. Và màn hình của xe các bác nhìn này. Đấy, màn hình rất sắc nét luôn. Đây là màn hình loại xịn các bác nhá. Thì các bác nhìn xem, cái màn hình nhìn cái mình có thể nhận ra là màn hình xịn rồi đúng không ạ? Đề khóa thông minh đây, vô lăng đây, em quay lại cho các bác xem, vô lăng đẹp các bác nhá. Nhìn ghế các bác biết rồi đúng không ạ? Là chiếc xe này chạy ít như nào.
chỗ này có một cái tì tay, đây là cái phanh tay. Và các bác nhìn xem đồ nhựa chỗ phanh tay này, các bác nhìn này, nó chưa bị mòn các bác nhá. Và trần của xe thì nó là trần lý đây, nó là trần lý các bác nhá. Có gương chống chói này, đăng kiểm của xe đáng đến tháng 10 năm 2023 các bác nhá, đến cuối năm nay cơ. Bây giờ sang năm 2023 rồi đúng không ạ? Đây mép cửa tiếp tục của chiếc xe đây ạ, các bác nhìn xem, đây, mép cửa tiếp tục đây nhá, ok chưa? Những cái phần tắp ly cánh cửa nữa đây nhá, các bác nhìn xem này, đồ nhựa đồ da của nó còn đẹp chưa này các bác này. Đấy, đây nhá, đấy, da của nó rất đẹp đây. Đấy, da chưa bị xấu, như này là cũng bẩn một tí thôi nhá. Đấy, tại sao quên lại chưa lau kỹ này, nhân viên nhà em là chưa lau kỹ ở vị trí này cho nên là nhìn nó hơi bẩn một tí. Em sẽ cho người lau luôn các bác nhá. Đấy, kính của xe đây vẫn kính 2011 đây này, kính tem của xe vẫn nguyên đây. Đồ nhựa tắp ly cánh cửa của xe đây các bác nhìn xem. Đấy, không xấu không kém gì nhá các bác nhá. Đấy, nhìn trực diện đây các bác nhìn xem này, ok chưa? Vâng, đây chỗ này các bác nhìn xem móc khóa đây rất sáng đây, đúng không ạ? Bậc bệ bước lên bước xuống đây, xe rất là gọn gàng và rất là liền lạc luôn, chiếc xe không có cái lỗi gì cả. Các bác nhìn xem ghế này là ghế theo xe chứ không phải là ghế làm lại đâu các bác nhá, ghế này là ghế nguyên bản của chiếc xe này đấy ạ. Đấy các bác nhìn này, nếu ngồi nhiều đấy ạ là ghế nó sẽ bị kém đi nhá. Em cũng mua rất là nhiều dòng xe này rồi và cũng thấy rất là nhiều con nó ghế nó kém rồi và thậm chí người ta bọc lại rồi. Đấy, con này của em là ghế vẫn còn nguyên zin đây, còn đẹp như vậy luôn đấy ạ. Thân vỏ nhá, tôn của dòng này rất là dày đây các bác nghe này, và không bị bả mặt tiếp cho nên là gõ nó mới có cái tiếng như thế này các bác nhá. Đấy, review chi tiết cho toàn thể cho mình xem chiếc xe này luôn. Thân vỏ căng đẹp này các bác nhìn xem, sơn xi rất bóng mượt, khít đều, khe mép, cái ba lở xốc trước sau. Kính của xe là không xước các bác nhá, kính của xe là không xước đây. Đẹp kính rồi, đây đẹp kính bằng inox rồi, đây, chỗ này cũng ốp gốc luôn này. Đây nhá, đây vậy chỗ này các bác này, chỗ này có gương cầu chiếu cho mình cũng rồi này các bác này. Những ngoài gầm của dàn gốc xe thì rất là dày rồi các bác nhá, rất dày luôn, đèn trước đèn sau rất mới. Có gạt mưa phía sau này, đuôi gió này, và cái phần ấn tang này, phần lóc này các bác này. Ngoài ngồi được 5 người ra rồi đấy ạ, thì mình vẫn có thể để được đồ ở khu vực khoang phía sau này các bác nhá. Khoang phía sau này được rất nhiều đồ luôn đấy ạ. Đấy, lốp phòng của xe được đặt ở phía dưới cùng đây. Những cái phần máng nước ở phần đây đấy ạ, các bác nhìn xem là cũng không hề là mục mọt các bác nhá. Không hề là mục mọt luôn. Đấy. Đây ạ, các bác nhìn xem. Đây ạ, các bác nhìn nhá. Đây, tiếp tục em mời các bác xem. Các bác nhìn thấy rõ không ạ? Các bác nếu mà mình muốn xem thêm chỗ nào bảo bên em gửi hình video chi tiết cho mình xem thêm các bác nhá. Đây các bác nhìn này, cái đồ nhựa nó đẹp như này cơ mà. Đấy. Đồ nhựa đồ da của nó được như này luôn này các bác này. Đấy, vâng đây, chi tiết cho mình xem từng cái vị trí nhỏ của chiếc xe. Các bác nhá, ấn này vào được này. Đấy cái gioăng này mình có thể là mình ấn chập thêm vào được các bác nhá. Đấy, phần móc quá đẹp chưa? Con vít ở đây các bác nhìn này, con vít ở đây nó vẫn còn rất sáng này. Cột kèo tất nhiên là còn nguyên zin rồi, không mất một đinh nào cả. Bên em đã kiểm tra đã test. Đấy, ghế da đẹp cả bộ các bác nhá, cả bộ luôn. Bên em không bán xe kém, không bán xe lỗi, không bán xe có vấn đề các bác nhá. Xe nguồn gốc rõ ràng, xe thì chuẩn chỉ không lỗi. Tất nhiên, đấy về là bên em cũng đã phải kiểm tra test kỹ rồi mới xuống tiền. Vì chiếc xe giá trị nó không phải là ít đúng không ạ? Và đây là phần mép cánh cửa của chiếc xe các bác nhá. Mép cánh cửa của chiếc xe đây. Đấy, gioăng cửa đây. Ok chưa này. Đây nha các bác. Đây. Em quay kỹ như vậy các bác nhìn thấy có rõ không ạ? Chắc chắn là sẽ rất rõ đúng không ạ? Em dùng điện thoại đời cao nhất mà. Đấy, và đây là phần vách cửa tiếp theo của chiếc xe này nữa nhá. Qua điện thoại đi ạ. Em tắt nó đi. Hơi ồn hơi mất. Hơi ồn đúng không ạ? Tắt đi đã các bác nhá. Các bác điện cho em thì các bác hãy điện cho em ba số kia nhá. Em thì hơi bận, đôi khi là cũng bị bận là không nghe được điện thoại, các bác cũng thông cảm. Nhưng mà có ba số điện thoại của ba chị em túc trực rồi. Và đây chính là cái chỗ mà em muốn quay cho các bác mình gần một chút, kỹ một chút. Đây là công tắc chỉnh gương. Đây là chốt cửa. Và đây là chỉnh kính điện các bác nhá, chỉnh kính điện lên xuống. Và những các bác nhìn xem những công tắc này của xe nó vẫn còn đẹp này. Nó chưa bị bạc những cái vị trí ký tự đi các bác nhá. Ở đây này các bác nhìn này. Đây, thông tin tem mác của xe đây. Tem nó vẫn còn nguyên. Đây là đời. Đấy, móc khóa, phần khóa của xe đây. Các bác nhá. Ok chưa ạ? Vâng. Vô lăng gật gù, có chế độ gật gù các bác nhá, táp lô đây. Đấy, và đây là phần đồng hồ của chiếc xe. Đó, vâng đây, tiếp tục nhá. Được chưa ạ? Vâng.
rất chi tiết và đầy đủ đúng không ạ? Mời các bác qua 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe, lái thử xe bên em các bác nhá. Bên em hiện tại đang có là gần 200 chiếc xe các loại cho mình lựa chọn luôn. Hãy đăng ký kênh, nhấn theo dõi xem để xem thêm video mới của bên em các bác nhá. Và đây đèn đây các bác này, đèn đẹp chưa? Đèn không bị xấu nhá. Đèn rất đẹp. Đấy, và đây là lốp này các bác ơi. Đấy, nước sơn xi của xe thì bóng mượt cả con luôn rồi. Nước cả con luôn rồi các bác nhá. Sinh nhan báo rẽ có ở hai bên. Sơn xi xe rất đẹp. Đấy, nội thất rồi ngoài trong lốp rất dày, dày cả bộ luôn đúng không ạ? Và đặc biệt là cái cặp đèn pha các bác nhá. Cặp đèn pha nếu mà người ta dùng đi nhiều thì cặp đèn pha nó sẽ bị xấu kém và nó sẽ bị hỏng. Nó sẽ đứt ra. Nó bị ố luôn rồi. Con này của em có nhìn xem đẹp rất mới luôn này. Đấy, đẹp rất mới luôn đúng không ạ? Mặt nạ ga lăng đây. Đấy, phần đầu chiếc xe đây các bác nhá. Cái bẩn cái biển này thì hơi bẩn một chút thì bên em cũng sẽ vệ sinh cho mình. Nói chung là cái đấy thì đơn giản rồi đúng không ạ? Đấy, thân vỏ xe là ok đây, đây các bác này. Lốc các thứ đây. Kính của xe bốn cánh các bác nhìn xem không xước gì cả nhá. Đấy, không xước gì cả đâu. Em ơi chuẩn bị xe cho anh quay. Chuẩn bị xe nữa cho quay. Con đấy làm sao đã quay được. Vâng ok nhá. Em mời các bác xem gầm xem máy của chiếc xe. Vâng, đây chính là phần dưới gầm của chiếc xe các bác nhá. Đấy gầm đẹp chưa? Vỏ đẹp này, gầm đẹp này. Máy móc luôn nhá. Con này của em máy 1.0 thì dao động tầm khoảng trên dưới 5 lít xăng thôi. Xăng ăn như người luôn. Xăng ăn như xe máy luôn đúng không ạ? Xăng ăn như xe máy luôn. Tất nhiên thì tùy theo xe máy thôi, nhưng mà những chiếc xe mà em đang nói là xe những chiếc xe SH ấy thì nhiên liệu nó cũng gần bằng rồi đúng không ạ? Và đây chính là khu vực khoang máy động cơ của xe nhá. Máy zin các bác nhá. Các bác nhớ xem là máy của xe là vẫn còn zin. Và máy của xe thì cực chất rồi. Máy không chê được đâu. Máy cực ngon các bác nhá. Cực ngon luôn. Đây, cabo đây. Keo chỉ các bác nhìn kìa, tem kìa. Máy số cực ngon luôn, không bằng chất lượng máy. Không bằng là chất lượng máy và không bằng là chất lượng số nhá. Trước này thì các bác mình bàn cho em về giá cả thôi. Chứ còn về chất lượng xe thì ok rồi, không có vấn đề gì đâu các bác nhá. Mọi thắc mắc, mọi thông tin, mọi vấn đề kể cả như là về giá cả thì các bác hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo ba số hotline là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 nhá. Ba số hotline, ba số bên em đang kết nối dùng Zalo đấy ạ. Và cảm ơn bác đã quan tâm ủng hộ video này của bên em và ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày hàng giờ các bác nhá. Bên em có chương trình nhờ ship và chuyển xe tận nơi, giao xe tận nhà, hỗ trợ sang tên đổi biển chính tên chính chủ cho mình bất cứ đâu trên mọi miền tổ quốc các bác nhá. Bên em bán vào miền Nam, miền Trung cũng rất là nhiều luôn ạ. Và dành tay cho em xin những cái lần này đi như này ạ, nhận lần này và những lần chia sẻ nữa, em cảm ơn các bác rất là nhiều nha các bác. Vâng, về giá chiếc xe này thì bên em đang bán là trên 200 triệu đồng, và cụ thể em cũng sẽ ghi ở phần tiêu đề. Thì các bác mình thấy giá rồi thì mình liên hệ cho bên em nhé, để bên em chốt và bớt thêm. Bên em có bớt nhá, chứ không phải là đưa ra giá nào bán giá đây đâu mà bớt cho các bác mình nữa đấy ạ. Các bác mình cứ alo đi để bên em bớt giá tốt cho mình. Vâng, xin cảm ơn, chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào video lần sau nhá.